Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của Tám Đình Vlog. Hôm nay mình và một số người bạn học cùng lớp của mình khóa học cách đây khoảng 20 năm về trước. Nhưng cái lớp mình vẫn hoạt động rất chi là đều đặn. Do có một số bạn ở xa và một số bạn bận rộn công việc nên hôm nay đại diện cho lớp mình chỉ có bằng này bạn. Bây giờ bọn mình sẽ đi dự một buổi lễ chúc mừng. Nhưng điều đặc biệt nhất ở đây đó là đi dự buổi lễ thành hôn của một người bạn học cùng lớp. Bây giờ bạn đấy mới xuất giá các bạn ạ. Để trước khi đến nơi thì mình sẽ xin mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm phong cảnh thiên nhiên rừng núi phía bắc quê mình các bạn nhé. Đây là toàn bộ những gương mặt của các bạn đã cùng đồng hành với mình đi đến đây. Nói chung là lứa tuổi này gọi là đi ăn bạn không phải đi ăn khách chứ. Bác chưa? Cái này thừa cái này. Nhưng mà tuổi anh em mình tầm này đi ăn bạn tôi mới là lại đẹp này. Học cùng lệ là học lớp cấp 2 cùng nhau luôn. À vâng. Cấp 3 thì tôi tốt nghiệp trước, 2001 tôi tốt nghiệp luôn. Đúng rồi. Béo bảo là cậu khả năng cậu về cũng có bằng rồi đấy, vào thêm nghỉ luôn. Đây là cái khóa tốt nghiệp từ 2000 rồi. Đến bây giờ bạn mới lấy chồng. À, chẳng mấy khi bạn giờ mới lấy chồng thì cả nhà ra cùng ly đấy. Thầy không nói em nói thay thầy nhé. Tất cả anh em nhé. Hôm trước là có khả năng là
với 3 món đủ chưa ấy? Thiếu khâu nhục, thiếu măng. Ở đây còn thiếu măng với khâu nhục này. Giọt chả có rồi, hoa quả luộc có rồi đúng không? Đây là món khâu nhục đặc sản của Lạng Sơn, một món ăn truyền thống không thể thiếu được trong những cái buổi tiệc đám cưới hoặc là bất cứ một công việc gì đó. Làm sao phải lấy chai như thế? Đây rồi, đây rồi, đây rồi, nhân vật chính đây rồi. Bỏ cái chén rượu đi. Chai kia không phải rượu đâu. Đã biết rồi. Từ nãy đến giờ vào coi như là chờ nhân vật chính mà. Không, đúng rồi. Thử xem phải. Chai rượu của chú rể. Rồi, không chấp nhận được chai rượu của chú rể đằng sau nhá. Đục tay vào. Chai đấy phải chai rượu không bạn? Chai đây là chai rượu của chú rể. Tôi cảm giác rượu của chú rể thơm hơn rượu của tôi. À, phải hả? Đây là gương mặt bạn học cùng lớp này. Bây giờ bạn ấy mới xuất giá đây. Và đây là chú rể đây. Chúc mừng hạnh phúc hai bạn nhá. Chúc mừng chú rể nhá, chúc mừng cô dâu, chúc mừng bạn của mình nhá. Nhiều nào cả lớp mình chúc mừng hạnh phúc cho bạn của mình là. Nhưng mà chú rể đội hình chúng ta đi trước. Say thì nó mới hay. Hôm qua có say không? Hết nha. Nhưng mà chén đấy có phải chén rượu không hay là lại? Không phải đâu, sợ nhất là cái chai của chú rể kia kìa. Em ơi. Nào, mọi người kiểu gì đấy? Nào, nào. 1 2 3 go. Thế này. Các bạn xem video này xin vui lòng hãy bấm like và bấm đăng ký kênh miễn phí để theo dõi những tập tiếp theo của mình các bạn nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video của mình. Xin trân trọng cảm ơn.